Tập 15. Nếu như trong đêm giao thừa, em nhận được táo của người bạn khác giới, vậy thì em phải chú ý, đó không phải là chúc em bình an, mà là tỏ tình. Cậu gửi thẳng bằng WeChat không được à? Táo có ngon không? Cái này cậu không hiểu đâu. Thấy cậu quê mùa như vậy, chắc chắn là tặng táo đêm giao thừa với ý nghĩa chúc bình an. Nào, cho cậu một quả. Có cần nói tặng cho ai không? Tớ chờ bạn nữ đó tặng táo cho tớ. Không biết ngại à? Đừng để mất đấy. Ông chủ à, còn táo không? Ở đó còn một quả cuối cùng. Bị thúi một chút, tính rẻ cho cậu. 2 tệ. Ăn đi, trưa rồi. Nam Bắc à, cậu có biết ý nghĩa của việc tặng táo ngày hôm nay là gì không? Biết chứ. Thì bình an. Mấy đứa chuẩn bị đón Tết à? Vậy chúng ta tới quảng trường nhân dân đi. Ở đó ít tòa nhà, lại rộng rãi, còn có thể đặt dạ Minh Châu. Vậy lát nữa chúng ta cùng nhau đi mua đi. Nam Bắc à, chiều nay tôi có việc, mọi người đi đi, xin lỗi nha. Nếu vẫn chưa tới tối thì chúng ta hãy tận dụng thời gian hợp lý tập luyện thôi. Alo, cậu xem dưới bàn có không? Cậu chờ một chút, tớ tới ngay. Đường, trái cây. Ít đường, ít đường. Chất xơ. Thank you.
Sự hy sinh của mày đúng là xứng đáng. Để trên cùng sẽ tốt hơn. Em kia, đang làm gì? Cô ơi, có phải cô nhặt được một cái loa không? Cô ơi! Xin lỗi cô. Alo, Tiểu Hắc, tớ cần táo gấp. Không phải loại 10.000 tệ, mà là táo kia kìa. Không cần nữa, tớ tự đi. Alo, cậu làm gì vậy? Tôi đang bận, lát nữa tôi gọi lại cho cậu. Này, Nam Bắc. Tiền trước, đừng chen lấn, đừng tranh giành. Tránh ra. Ông chủ à, anh có biết gần đây ở đâu còn táo không? Ở kia có một vườn táo, cậu qua đó thử vận may đi. Xe của tôi mà, cho tôi mượn một chút. Ngày mai tôi mua giùm cho anh 5 cân táo. Đừng quên trả tôi đấy. Ông ơi, ở gần đây có vườn táo nào không? Quả táo tròn như quả đất. Không phải ạ. Ý cháu là có vườn táo nào không? Họ của ông không phải họ Lý. Ông nghỉ ngơi đi nha. Tạm biệt.
Ông chủ ơi, ông chủ ơi, có việc đây. Ông chủ, làm gì thế? Ông chủ, trộm táo à? Hắc tử xông lên. Ông chủ, cháu để tiền ở trong rồi. Xin lỗi, bác Tài à. Bác Tài à, đi quảng trường nhân dân. Điện thoại đâu rồi? Bác Tài à, đi quảng trường nhân dân khoảng bao nhiêu tiền? Nếu không tắt đường thì khoảng 30-40 tệ. Đừng lo chàng trai, mấy trăm mét trước mặt là đồn công an. Hay là tôi dẫn cậu tới đó nha. Đừng mà, bác Tài à, cháu mất điện thoại rồi, tiền cũng tiêu hết rồi. Cháu không đi quỵt tiền xe đâu. Chỗ này của cháu, cháu có thể đi 8 tệ 9 được không? Thấy cậu giống học sinh, táo của cậu vừa hái trong vườn táo đúng không? Hay là như vậy, một quả táo 2 tệ, cậu đếm xem cậu có mấy quả. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bác Tài ơi, tổng cộng có 8 quả. 1 quả 2 tệ, tổng cộng là 16 tệ. Cộng thêm 9 tệ 8 này, bác xem đi được bao xa. Như vậy đi, tôi mua nửa tặng nửa. Lát nữa tôi đưa cậu lên phố. Máy tính tiền này chỉnh được cho cậu nhiều nhất là 30 tệ. 10 km còn lại cậu phải tự mình đi. Cảm ơn bác Tài. Phim được thuyết minh bởi Mango TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Chị Tiểu Hảo, Tiểu Ngư, em tới sớm vậy? Mọi người tới sớm nhỉ? Nam Bắc đâu? Đoàn Tử đâu? Đoàn Tử đi mua pháo hoa, lát nữa sẽ tới. Còn Nam Bắc, mọi người có biết cậu ấy đi đâu không? Lại cãi nhau à? Cũng không có gì lớn. Đảng Đảng nhặt được điện thoại của cậu ấy, bảo em trả lại cho cậu ấy. Nói là cậu ấy bị một nhóm người đuổi, chắc là đi nhảy quảng trường rồi.
Lát nữa chắc chắn cô ấy sẽ về. Em đừng lo. Em đi mua cho mọi người chút đồ uống. Được. Nè, em hỏi anh nha, con trai các anh có phải cứ đến lúc quan trọng là đứt xích không? Em có biết tại sao con trai bây giờ đều không chủ động nữa không? Sợ chịu trách nhiệm. Tuy nói rằng nam nữ bình đẳng, nhưng mà trong chuyện tình cảm, yêu cầu của con gái các em càng ngày càng cao. Yêu cầu con trai phải chăm sóc nè, tình cảm nè, tâm lý phải tinh tế, còn phải nhạy bén nữa. Chắc chắn con trai sẽ có áp lực vô cùng lớn. Vì thế, cho đến khi con trai gặp được người mà họ muốn từ bỏ thời gian, từ bỏ tự do, toàn tâm toàn ý, thì trước đó họ thường sẽ không chủ động. Thế nên, nếu em ý thức được là người khiến em tình nguyện từ bỏ thời gian, từ bỏ tự do, toàn tâm toàn ý, thì em nên chủ động đi. Anh cũng một cốc dương chi cam lộ. Tiểu Ngư à, cậu cầm đủ đồ chưa? Cầm hết rồi, cậu xem. Nhiều loại như vậy à? Nam Bắc tặng táo cho cậu chưa? Có lẽ cậu ấy đúng là một tên đầu heo. Đoàn tử tới rồi à, xin chào. Mua đủ cho em đi. Chị Tiểu Hảo à, đoàn tử mua rất nhiều loại, kiểu gì cũng có. Nam Bắc. Trời, cậu mới tới công trường à? Cả ngày nay cậu làm gì? Không phải nói là bắn pháo hoa sao? Bắn thôi, bắn xong thì về ngủ. Mau lên, dùng bật lửa này đi. Các cháu làm gì ở đây? Sưởi ấm. Chú cảnh sát, bọn cháu tìm hiểu rồi, trong nội thành không được bắn pháo hoa, nhưng mà phía bắc của tòa nhà kia thì được phép bắn. Phía bắc tòa nhà kia đúng là được phép bắn. Nhưng mà bây giờ các cháu đang ở đâu? Đang ở đâu? Đây là phía nam. Đâu phải tại chúng mình nhầm hướng chứ. Chuyện lắc nhắc xử lý pháo hoa này nọ, lần nào cũng là bọn mình. Đêm nay là đêm giao thừa tan nát nhất của mình. Bị phê bình một trận, còn phải viết bản kiểm điểm. Cậu tan nát. Cậu tan nát hơn nữa mới bằng tớ. Ngày hôm nay cậu làm gì? Không nói nữa, cũng không còn ý nghĩa. Đúng là nơi khỉ ho cò gáy, sao bảo có nhạc nước mà. Phun nước đâu? Bây giờ mới biết thế nào là đêm giao thừa tan nát nhất. Tình hình bây giờ đến bắn pháo hoa cũng không được. Tớ muốn mua quà cho cậu. Để mình xem, còn gì chưa mua nữa không? Đủ chưa nhỉ? Tớ nói rồi mà, kịch hay ở cuối đấy, chắc chắn là Nam Bắc tặng. Đoàn tử của em đây. Cậu có biết tặng táo có ý nghĩa gì không? Tớ biết. Vậy có phải là ý nghĩa mà tớ đang tưởng tượng? Chắc vậy. Hai bọn mình bây giờ là kiểu quan hệ đó rồi chứ. Họ ở kia kìa. Hai người đang làm gì vậy? Nam Bắc chết dẫm, cứ đòi dẫn tới đây để trốn cảnh sát. Bọn tớ bị nước bao vây.
Lại nữa rồi. Chờ một chút. Chờ nước dừng lại, bọn tớ sẽ ra ngoài. Sao phải chờ nước dừng lại? Anh muốn làm gì? Đón giao thừa, đi. Hai cậu sao rồi? Cái gì sao rồi? Đêm giao thừa hôm đó các cậu chưa xảy ra chuyện gì à? Không có. Thật sao? Đừng có phiền nữa. Cả lớp ngồi đi. Thầy có một thông báo. Chuyện chia chuyên ngành, nửa học kỳ sau của năm 2, cả lớp về nhà, bàn bạc với người thân đi. Hết kỳ nghỉ đông, nộp danh sách cho lớp trưởng. Phương hướng chọn ngành, nhất định các em phải suy nghĩ thấu đáo một chút. Việc này với công việc và kế hoạch tương lai của các em có liên quan rất là lớn. Có biết chưa? Vâng. Được rồi, vậy các em học tiếp đi. Hai cậu chọn gì? Tớ đã nghĩ xong từ ngày đầu tiên vào đại học rồi. Tớ bẩm sinh đã là một người học thiết kế hoạt hình. Vì thế tớ dự định sau khi tốt nghiệp, tớ sẽ là một họa sĩ manga độc lập, mang tác phẩm của tớ du ngoạn đảo quốc một vòng. Lúc đó tớ sẽ là một thiếu nữ họa sĩ manga xinh đẹp dạng người mê. Suy nghĩ của cậu cũng manga thiệt. Còn cậu? Ligo 2. Sao vậy? Không biết ngại. Coi thường tớ à? Không không. Tiểu Ngư, còn cậu? Cậu vẫn chọn thương mại quốc tế à? Đúng. Tớ và mục tiêu của tớ luôn bị ngăn cản bởi một thứ. Mẹ cậu. Tớ vẫn hơi do dự một chút. Tuy vì yêu thích, chúng ta mới chọn chuyên ngành này. Nhưng mà họa sĩ manga bây giờ xuất phát điểm rất là thấp. Nói trắng ra, đa số họa sĩ manga đều dựa vào thiên phú và vận may của mình để kiếm cơm. Điều tớ lo là sau này chúng ta không có thiên phú. Tớ cũng đã hỏi đàn anh đàn chị, phần lớn bọn họ đều đã đổi chuyên ngành. Vẫn còn một vài người đang làm họa sĩ, nuôi sống bản thân cũng rất khó khăn. Nếu thích cái gì thì phải kiên trì. Bao nhiêu cửa khó rồi cũng sẽ qua. Tử Thời à, lát nữa tan học em ở đây một chút. Vâng. Cho nên với tình hình bây giờ, cô thấy Tử Thời à, em vẫn phù hợp với hướng đi là biên kịch manga hơn. Tất nhiên quyết định cuối cùng vẫn là do em làm chủ. Em về bàn bạc với cha mẹ xem. Vâng, em biết rồi. Con xem gì con giận mẹ, có phải là quá nhỏ nhen không? Anh họ con đã 30 tuổi rồi, đến giờ vẫn chưa từng tự mua một bộ quần áo, cũng chưa từng có một công việc tử tế, vẫn được nhà nuôi. Mẹ nói nó phải tự lập, mẹ nói có sai không? Không sai. Như vậy đâu có sai. Có bạn gái một tháng, mở miệng ra là hỏi gì con, đòi 500.000 tệ kết hôn. Mẹ nói nó ăn bám, có sai không? Đúng, chuyện này phải biết chứ. Đúng rồi. Được rồi, không nói nữa. Dù sao mai con cũng về. Gửi chuyến xe cho bố. Đến lúc đó để bố đón con. Dừng. Con trai à, sao con không dập máy? Con có chuyện muốn nói với mẹ. Trường con bây giờ phải chọn chuyên ngành rồi, cho nên con muốn nói chuyện với bố mẹ. Vậy con về rồi hẳn nói. Nói trong điện thoại cũng không rõ. Vậy ngày mai con về mình nói chuyện sau. Ừ.
Tiểu Bắc vừa nói gì, anh nghe thấy rồi chứ? Tiểu Bắc học luật. Anh xem, nó sẽ chọn hướng đi nào? Còn phải đoán sao? Luật sở hữu trí tuệ, từ cấp 3, nó đã kêu gào cả ngày. Đúng rồi, chính là cái này. Chuyên ngành này có tốt không? Chắc là cũng không tệ. Nhưng mà nghe nói luật ngành này vẫn chưa được hoàn thiện. Vậy liệu có phải không thắng kiện sẽ rất khó kiếm tiền? Con thích là được. Chuyện lớn như vậy, anh để tâm một chút đi. Để tâm thì sao chứ? Em nói coi phải làm sao? Chồng của Tiểu Trần cùng phòng với anh, có phải cũng làm ở văn phòng luật? Đúng, để anh hỏi thử. Nam Bắc à, chúng ta đang đi đâu? Thì cứ đi dạo thôi. Vậy bọn mình như vậy có phải là đang hẹn hò không? Vậy đêm giao thừa cậu nói cậu thích tớ là thật chứ? Vậy bây giờ bọn mình là bạn trai, bạn gái rồi đúng không? Nhưng mà vẫn phải cậu nói mới tính. Tớ phải suy nghĩ một chút. Còn suy nghĩ à? Còn suy nghĩ gì nữa? Tớ, ví dụ, cậu thích điểm nào ở tớ? Tôi thích, tóm lại ở cạnh cậu cảm thấy rất vui. Không phải vì tớ xinh, tính cách đáng yêu à? Cũng có một chút. Một chút thôi sao? Có rất nhiều. Vậy thực ra trong lòng cậu, tớ cũng xinh xắn, đáng yêu, có phải không? Còn gì nữa? Còn cả tính cậu rất tốt, thích cười, chuyện phiền phức gì cũng không để trong lòng. Tóm lại cậu làm gì cũng được rồi, đừng nói nữa. Những điều này tớ đều biết, nhưng mà nói ra từ miệng của người mình thích cũng rất ngại. Vậy tức là cậu đồng ý rồi. Tránh ra đi. Cậu đồng ý chưa? Bọn mình công khai đi. Bọn mình có thể công khai được chưa? Họ mà biết chắc chắn sẽ rất vui. Hay là giữ kín trước đi. Tại sao chứ? Họ sẽ rất vui. Nhưng mà nếu lỡ ra cuối cùng bọn mình đâu ra nhiều lỡ ra như vậy. Tôi sẽ không để loại lỡ ra này xảy ra. Đến lúc đó người ta chê cười là ảnh hưởng tâm trạng mọi người thì không thi đấu được. Sao lại thế? Sao lại không thể? Nếu cậu thích người khác khiến tớ đau khổ, hoặc tớ thích người khác khiến cậu tiêu tụy, thì làm sao có thể thi đấu? Sao cậu đưa ra cái ví dụ xui xẻo vậy? Vì vậy, đợi bọn mình qua được thời kỳ khởi động, hãy nói cho họ biết. Vậy phải chờ đến lúc nào nữa? Thi đấu xong, đấu xong giải tỉnh, chúng ta sẽ công khai. Thôi mà, cùng lắm thì thời gian này tớ sẽ đối xử tốt với cậu. Tớ dịu dàng một chút. Thôi được. Bọn mình có cần tạo một biệt danh riêng tư không? Tại sao? Cặp đôi người ta không phải đều có biệt danh à? Vậy cậu nghĩ đi. Tớ đã nghĩ ra vài cái. Não cá gỗ, mẹ hỉ dưỡng. Cậu toàn nghĩ những cái đâu không à? Cặp đôi người ta ở cạnh nhau đều gọi là cục cưng. Em yêu, người ta gọi như vậy. Gọi như vậy thì đúng là quá bình thường. Thật là, cậu thử gọi một tiếng đi. Cậu gọi một lần đi, thử đi. Bảo bối. Thôi bỏ đi, đừng gọi nữa. Cậu nói chuyện với bố mẹ chuyện chọn ngành chưa? Mình nói rồi. Họ không đồng ý à? Đồng ý rồi.
Còn mẹ cậu, đừng nhắc nữa, cứ nhắc tới mẹ là tới đau đầu. Thế nên tôi nói, nếu không chuẩn bị chu toàn, tôi kiên quyết sẽ không nhảy vào cuộc chiến này. Cũng tốt đó chứ. Vậy lúc nào bố mẹ muốn nói chuyện với cậu thì cậu nói, nếu giống nhau thì cậu không nói, thể hiện là cậu hiểu chuyện. Nếu như không giống thì cậu cũng đừng nói trước. Sau đó như thế nào thì tính tiếp. Cũng được, kỳ cựu đấy nhỉ. Nhìn cái đã biết kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm. Vậy cậu không thưởng cho mình cái gì à? Cậu muốn thưởng cái gì? Không thưởng cái gì cả. Làm gì vậy? Cứ như thế nha. Ngày mai cũng uống trà sữa. Cậu muốn uống mùi gì? Cậu biết sai chưa? Tớ đâu có sai. Vẫn không sai à? Thế cậu cút ngay đi. Đừng có hối hận. Ngày mai tớ sẽ ăn con vịt của cậu. Tôi sẽ thả con rùa của cậu ra. Nhớ đấy. Sao vậy? Có gì từ từ nói. Siêu sao, diễn rất tốt. Ngày mai có quà. Alo mẹ. Tiểu Ngư à, mẹ nhận được tin của con rồi. Bản thân con nghĩ sao? Con cũng đã suy nghĩ rất kỹ, nhưng mà con muốn nghe ý kiến của mẹ trước. Mẹ đã hỏi thăm cậu con ở ngân hàng và chị họ của con ở công ty chứng khoán. Bố con cũng đã hỏi mấy chuyên gia ở trên Weibo. Bố mẹ thống nhất cho rằng con phù hợp với ngành tài chính. Tài chính ngành này con cũng đã nghĩ qua, nhưng mà con thấy thương mại quốc tế chắc chắn là hợp với con hơn. Con đừng nghĩ lung tung. Mẹ đã mất 3 tiếng đồng hồ để chuẩn bị cho con rất nhiều tài liệu, dữ liệu lớn về sinh viên tài chính ra trường vài năm nay. Bây giờ mẹ sẽ gửi cho con. Con thật sự không nói lung tung. Con đã hỏi thăm giáo viên rồi. Sao con lại không nghe lời mẹ? Được rồi, đợi con về rồi nói. Quà gì thế, não cá gỗ? Quà cái gì mà quà? Đều do cái chủ ý ôi thiêu của cậu. Nào, đây là của em. Của em. Nghe nói các em đã 3 năm liền được giải quốc gia. Phải rồi, suýt nữa quên mất. Năm nay Big Four đã cho trường chúng ta 2 suất ưu tiên thực tập. Theo lý mà nói, thầy nên đề xuất sinh viên tốt nghiệp năm tư. Nhưng mà thầy đã đưa hồ sơ và thành tích của em cho họ xem. Họ rất có hứng thú. Cho nên quyết định để em năm sau đến đó thử. Thế ạ? Cơ hội này cực kỳ hiếm. Nếu em muốn tốt nghiệp và chuyển chính thức trước, thầy có thể xin giúp em. Em biết rồi, cảm ơn chủ nhiệm. Nào, đây là danh sách thực tập, xem thử đi. Chủ nhiệm à, đây là một chuyện lớn. Em nghĩ nên để cậu ấy về bàn bạc với bố mẹ. Đúng, chắc chắn phải bàn bạc. Nghĩ xong rồi thì báo cho thầy biết, có được không? Dạ, chào chủ nhiệm Lý. Chào em, chào chủ nhiệm. Cơ hội tốt như vậy, vẫn còn do dự à? Tôi cũng muốn cạnh tranh với cậu. Cậu là một đứa học luật mà muốn tranh bát cơm với tớ. Một đứa học kinh tế à? Tớ có thể làm phòng pháp lý. Tới lúc đó chúng ta vẫn là đồng đội. Thực ra thì tớ có một đàn anh mở một công ty khởi nghiệp. Học kỳ sau tớ muốn qua đó giúp đỡ cùng khởi nghiệp. Trước đây tớ cũng khá thích. Tuy Big Four có khởi điểm cao, nhưng mà khởi nghiệp thì có tiềm lực hơn. Nếu cậu vẫn chưa thể quyết định thì bàn bạc cùng bố mẹ. Dù sao thì chuyện công việc chúng ta cũng chưa có kinh nghiệm. Đúng, bàn bạc với bố mẹ. Nhưng mà tớ... chẳng mấy khi thấy cậu ấy mặt ủ mày chau. Không biết gặp phải chuyện gì rồi. Con gái, chuyện này con tự mình quyết định. Bất kể con chọn thế nào, bố mẹ cũng luôn ủng hộ cho con. Cậu lại bị mẹ chuyên quyền rồi à?
Đừng có nói nữa. Còn cậu, sao rồi? Bố phản đối chuyện tớ học thiết kế manga, bảo tớ chuyển sang biên kịch. Bố cậu chiều cậu như vậy mà cũng phản đối à? Chắc chắn là hết cách rồi. Tớ thấy lần này rất ít đất để xây chuyển tình thế. Về nhà chắc chắn là một trận đại chiến. Vé tới và cậu mua là cùng một chuyến có phải không? Đúng. Tớ sao cũng được, chỉ cần không đi cùng xe với cậu ấy. Không sao, không sao. Sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy. Ăn cơm thôi. Nhiệm vụ là như vậy. Kỳ nghỉ này mọi người đừng lơ lỏng tập luyện. Hãy lấy những đoạn phim quay lại trận đấu đã qua, rồi ôn lại, xem xét và tổng kết kinh nghiệm, tìm cuốn luyện viên. Còn có mấy quyển sách thầy nói nữa, các em tới thư viện mượn về rồi đọc. Thầy yên tâm đi, bọn em ngày nào cũng dành ra 2-3 phút, à không, 2-3 tiếng để ôn bài. Đúng, thầy yên tâm đi, bọn em nhất định sẽ tập luyện. Nhưng mà lát nữa em phải về thu dọn hành lý, ngày mai em phải đi rồi. Đúng, thầy yên tâm đi, những tài liệu mà thầy nói bọn em sẽ đọc cẩn thận. Em cược 10 tệ. Thầy theo 10 tệ. Huấn luyện viên à, thầy yên tâm đi, em sẽ trông chừng bọn họ. Thầy yên tâm tịnh dưỡng, rồi về xem tụi em thi đấu. Video lần trước thầy đã xem qua. Nam Bắc, em vẫn là vấn đề đó. Lúc hơi phấn khích, em sẽ bắt đầu tấn công cá nhân. Vấn đề này nhất định phải sửa, có biết chưa? Hình như huấn luyện viên đã khỏe lại rồi. Sao đây? Sao lại có mùi chân giò kho thế này? Đâu có. Cái này trong sọt rác còn có cả xương. Bà nghe tôi giải thích. Chuyện gì vậy? Ông nói đi. Bác sĩ nói là bệnh của tôi phải ăn nhiều collagen, thế nên tôi mới làm móng giò. Được lắm. Tôi thấy ông phải ăn thêm não heo để bồi dưỡng. Cũng được, não heo cũng ngon. Mấy hôm nay tôi sẽ mặc kệ ông, cho ông thăng thiên luôn. Cậu xem cậu kìa, hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta ở bên nhau, mà chỉ biết xem sách, xem tớ này. Các đầu sách mà huấn luyện viên cũ liệt kê, chỉ có quyển này là không được mượn về, tớ phải mau chóng ghi lại trọng điểm. Thế thì phải ghi tới bao giờ? Cậu dành thời gian cho tớ đi, như vậy đi. Cậu giúp tớ chép, hai đứa cùng chép, cho nhanh. Chép xong, tớ sẽ cùng cậu đi chơi. Tiểu Ngư à, tớ thấy tớ rất là không hiểu chuyện. Sao tớ lại làm phiền cậu đọc sách chứ? Tớ vẫn nên phục vụ cậu thì hơn. Cố lên Tiểu Ngư. Mau lên, chép đi. Mau lên. Tớ đọc cho cậu. Tính thống nhất xã hội. Quyển sách mà huấn luyện viên nói ở đây à? Chắc chắn là... có thể là ở chỗ này. Vậy chúng ta qua đó đi, tìm chỗ ngồi đọc. Hai chúng ta đọc sách ở thư viện không phải rất bình thường à? Trốn cái gì? Tớ cũng không biết. Cứ như đang đánh du kích. Mã Nam lạ thiệt. Sao vậy? Bị phát hiện à? Không phải. Mã Nam tới thư viện muộn như vậy, rõ ràng không phải là phong cách của anh ấy. Bình thường mà. Vô địch giải tỉnh sẽ có thưởng. Một tháng anh ấy trả góp nhà mấy nghìn tệ. Cậu gửi cho tớ chuyến xe về nhà cậu đi. Tớ mua chuyến sau để tiễn cậu. Đúng lúc cũng lâu lắm rồi không được gặp nhau. Học tốt thanh vận và bốn thanh, âm dương trên dưới phải rõ ràng, phương pháp vị trí phải tìm đúng. Là ai vậy không biết? Chẳng ra sao cả. Cậu, cậu làm gì vậy?